Lạng Kha Kỳ Duyên chương 805, Tây Vực Lam Châu Minh Vương Phật Quốc. Đạo Nguyên tử dựng râu trừng mắt, lão ăn mày thì tại bên cạnh âm dương quái khí, hai người này một cái đã dòng động huyền chi diệu, một cái là chân tiên tu vi tiên nhân, trăm ngàn năm dưỡng khí công phu đều không được việc, tương hổ ở giữa ngôn ngữ cùng nhau gai. Đạo Nguyên tử khí là chân khí, khủng tiên thằng bực này trên đời này gần như không tồn tại bảo bối tại chính mình sư đệ trên tay lâu như vậy, cho hắn chơi đùa lại có thể như thế nào đây? mà lão ăn mày âm dương quái khí lên cũng là thật có thể nói, nói gần nói xa đều dù sao cũng là kế duyên cho hắn mượn, cũng không phải là cho mượn đạo nguyên tử, ái ẩn liền ẩn ái hiện liền hiện, ngươi một cái càng nguyên tông trưởng giáo, quản được ta cái này lão ăn mày cùng kế tiên sinh sao. Cho dù như thế, một màn này vốn nên là mười phần táo bạo tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng tại đạo nguyên tử cùng lão ăn mày trong lòng, lại rõ ràng có loại tỉnh mộng lúc trước cảm khái, nhớ năm đó sư huynh đệ hai người cũng thường xuyên như thế cãi nhau ầm ỉ một lúc sau đạo nguyên tử đột nhiên hỏi một câu kế tiên sinh tất nhiên đem khủng tiên thần cho ngươi mượn không có khả năng không hiểu liền đem chi lấy đi có thể là gặp chuyện gì lão ăn mày suy nghĩ một chút trầm giọng hồi đáp vốn là cái này khổng tiên thần là kế tiên sinh sai người mang cho ta hy vọng ta có thể tại thiên vũ châu náo động có ít bên trên hôm nay hẳn là gặp cái gì cần dùng trường hợp hoặc là nói lão ăn mày không có nói tiếp mà một bên đạo nguyên tử cũng không có hỏi tới đến bọn họ cảnh giới cỡ này rất nhiều lời đều không nói thấu hai người chỉ là riêng phần mình nâng chén trà lên uống trà mà thôi dù sao cũng bất luận thế nào kế duyên khẳng định là đứng bọn họ bên này còn như đối kế duyên lo lắng ngược lại là đồng thời không có bao nhiêu rốt cuộc cho đến nay còn không có người nào lấy ra kế duyên đạo hạnh đến tột cùng cao đến loại tình trạng nào một bên khác kế duyên y nguyên lấy phi cử chi công hướng tây sườn đi vội một đôi pháp nhãn quét qua dọc đường giữa thiên địa đủ loại khí tướng, xem yêu ma họa loạn xem nhân gian biến hóa, cũng xem chính tà tranh đoạt, nhưng những này đều không đủ lấy để bây giờ kế duyên dừng bước lại. Mấy ngày sau đó, tại kế duyên đã có thể cảm nhận được xa phương đại hải cái kia dồi dào thủy trạch chi khí thời gian, chân trời có một chút kim quang sáng lên, tại kế duyên ngẩn đầu một cái thời gian bên trong, khủng tiên thần đã hóa thành một đạo kim sắc tia sáng cấp tốc tiếp cận. Tại kim quang đạt tới chỗ gần thời khắc, kế duyên vừa đúng nâng tay phải lên sau đó kim quang tại kế duyên trong tay áo lóe lên một cái rồi biến mất một lần nữa biến thành một cái sợi tơ vàng quấn quanh ở kế duyên cổ tay dựa vào sau vị trí kế duyên lộ ra vẻ mỉm cười hắn lần này nếu như vận khí không tốt là có khả năng đối đầu hai cái thật sự là hai cái ở trên thiên yêu đẳng cấp yêu quái động thủ khả năng cũng không phải không có khổng tiên thằng cũng không phải là nói không phải dùng không thể nhưng khổng tiên thằng trở về liền cho kế duyên nhiều một tầng bảo hộ Bất quá kế duyên đương nhiên cũng không phải lỗ mãn người, Ngọc Hồ Động Thiên là cái gọi là hồ tộc thánh địa, nhưng hắn cũng biết bên trong tuyệt đối không tính là chân chính trên ý nghĩa bền chắc như thép, ví dụ như từng có qua gặp mặt một lần đã lâu hồ yêu đồ giật liền cùng đồ tư yên không phải người một đường hình dạng. Mà kế duyên lần này đi Ngọc Hồ Động Thiên mặt ngoài lý do cũng muốn cốt rồi, chính là đi gặp đồ giật, lúc trước có thể là ước định lát nữa đi Ngọc Hồ Động Thiên bái phỏng. Khổng tiên thằng vừa về đến, Kế duyên lập tức bay về phía không trung, phá vỡ mà vào cương phong bên trong, lấy kiếm độn chi pháp thẳng hướng Tây Phương bay đi. Thiên Vũ Châu tại đoạn này thời gian bên trong khẳng định sẽ còn một phát chính tà ở giữa kịch liệt đối kháng, nhưng những này kế duyên tin tưởng Thiên Vũ Châu chính đạo có thể xử lý. Từ Thiên Vũ Châu đi Tây Vực Lam Châu đường đi xa so với từ Nam Hoang Châu đạt tới Thiên Vũ Châu muốn xa, đồng thời tại Tây Vực Lam Châu bình thường giới vực con đò ít ra phải mấy tháng mới có thể đạt tới. Bất quá đối với kế duyên mà nói, lấy kiếm động tốc độ, bay đến cương phong trên chín tầng trời, kế hoạch xong một đường thẳng lộ trình sau đó, trước mắt hết thảy tại trong thoáng chốc như lưu quan rút lui. Phi độn tốc độ cực kỳ kinh người, chỉ có điều muốn phải đạt tới dạng này trình độ, ngoại trừ cần phí sức đạt tới chân chính ý nghĩa cửu thiên bên ngoài, càng cần hơn bất kể pháp lực duy trì độn pháp đồng thời cũng cần chống cự thiên ngoại chí âm chí dương chi lực cảm nhấm. Kế duyên chỗ đứng vị trí nguyên khí mỏng manh cũng khiến người linh cảm mơ hồ, tiêu hao không nói đến, đạo hạnh không đủ cực dễ dàng mê thất, cũng coi là tu hành giới một loại cấm kỵ, chỉ là đạo hạnh đến kế duyên một dạng cảnh giới, trình độ nào đó xác thực cũng coi là không gì kiên kỵ. Một đạo lưu quan từ thiên ngoại hạ xuống, giống như là một viên phù dung sớm nở tối tàn sao băng, kỳ quan không thể rơi xuống đất liền biến mất vô tung, chỉ là tại trên bầu trời hóa thành một thanh mơ hồ hình kiếm vòng ánh sáng, sau đó cái này vòng ánh sáng tán loạn, hóa thành một trận cùng phong hướng phía trước phun trào mà đi. Dẫm tại cái này gió bên trên chính là kế duyên. Vẹn vẹn một tháng suốt đầu thời gian, kế duyên đã đạt tới Tây Vực Lam Châu gần biển địa giới, ở trong đó đi đường thời gian vẹn vẹn chiếm giữ 7-8 phần, còn lại đều xem như loại này không quá thực dụng đột pháp chuẩn bị thời gian cùng vị trí uống nắng thời gian. Loại này nhập không đủ suất đi đường, làm cho lâu không có cảm nhận được pháp lực trống rỗng kế duyên cũng cảm thấy khó chịu, chậm rãi từ cửu thiên bên ngoài hạ xuống thời gian, thậm chí bởi vì thiên địa nguyên khí cực lớn tương phản sinh ra một loại rất nhỏ lóa mắt cảm giác. Mặc dù quá trình làm cho người không phải như vậy thoải mái dễ chịu, nhưng liền kết quả mà nói kế duyên là hết sức hài lòng, hành trình bên trên hao phí thời gian rút ngắn hơn phân nữa. Này lại kế duyên đã không có sử dụng bất kỳ cái gì động pháp, chỉ là mượn sức gió bay về phía trước đi, đồng thời điều chỉnh thổ nạp nguyên khí tiết tấu cũng ngưng thần tĩnh khí cảm thụ trong thân đạo cảnh khôi phục sở hao tổn pháp lực cùng thần thức kế duyên một đôi pháp nhãn cũng không có nhàn rỗi phía dưới là mênh mông biển lớn nhưng phương xa đường chân trời đã hết sức rõ ràng tại hắn trong mắt tây vực lam châu khí tức bình thản khắp nơi đều có điềm lành hình ảnh bất quá xa như vậy xem bất quá là ít ngồi đáy giếng muốn xác định một ít sự vật đại khái phương vị tốt nhất vẫn là phụ dùng bấm đốt ngón tay chi pháp chỉ một lát sau, kế duyên linh giác phương diện đã biết được phương hướng, động quan mở ra, chiếu chính xác phương hướng hóa thành một đạo nhàn nhạt thanh quan rời đi. Ước chừng ba ngày sau đó, kế duyên pháp nhãn bên trong đã có thể trực quan nhìn thấy một mảnh nối liền đất trời Phật quan. Tất nhiên tới Tây Vực Lam Châu, mà lại biết rõ chính mình phải làm sự tình gặp nguy hiểm, kế duyên đương nhiên muốn nhiều làm chuẩn bị, đồ giật mặc dù có duyên gặp mặt một lần cùng ào ào ước hẹn, nhưng rốt cuộc cũng là nam hồ ly tinh, luận đáng tin cậy thế nào so ra mà vượt giao tình không ít phật môn phật ấn minh vương đâu từng đương nhiên tốt nhất đừng đụng tới đánh qua một khung tọa địa minh vương theo càng ngày càng tiếp cận cái kia phiến phật quan kế duyên phát hiện bao quát các thuộc linh khí ở bên trong thiên địa nguyên khí đều có biến cố thông thả xu thế mặc dù ảnh hưởng không thể tính rất lớn xác thực đã có thể bị rõ ràng cảm nhận được kế duyên vốn cho rằng cái gọi là phật quốc hẳn là như tu tiên thánh địa các nơi động thiên loại hình một dạng là ngăn cách tại phàm trần bên ngoài, nhưng thật đến bên này, kế duyên mới phát hiện, Phật quan nồng đậm chỗ Phật quốc, cũng không có bất kỳ cái gì cùng ngoại giới ngăn cách, thậm chí đều không gặp được cái gì cấm chế. Có chỉ là Phật vận khác biệt mà thôi. Bằng vào đối Phật quan cảm giác, kế duyên tại nào đó một thời khắc bắt đầu hạ xuống độ cao, đạp lên một luồng gió mát chậm rãi rơi xuống đất. Phật quốc chỉ là gọi chung, trong đó phân ra từng cái minh vương đạo tràng, những đạo trường này thậm chí đều chưa hẳn liên kết, có thể phân tán tại khác biệt vị trí phật ấn minh vương lúc trước điểm phương vị kỳ thực không tính là thêm chính xác ít nhất phật tham chiếu không đủ kế duyên có chút không chắc chính mình tìm không có tìm đúng đương nhiên cần hỏi một chút kế duyên sở rơi vị trí là một tòa tiểu thành trấn ở ngoài bất quá hắn không có ý định vào thành bởi vì thêm gần vị trí liền có một tòa phật môn chùa chiền coi phật quan cái tụng kinh phật vận coi là phật môn chính tu sở tại mà cái này chùa miếu ngoại tình tình huống cũng ấn chứng kế duyên suy nghĩ, tại hắn còn không có đi đến ngoài miếu trên đường lớn thời gian, đã có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ xe ngựa cùng tới dân hương bách tính nối liền không dứt, ừm, khách hành hương phần lớn là bình thường bách tính. Chưa từng xuất hiện kế duyên hiện tượng bên trong tất cả đều là hòa thượng ni cô tình huống. Tựa như là một cái không quên thưởng thức cảnh đẹp văn nhân, kế duyên chậm rãi từ một bên hoang dã đi tới, thần sắc tự nhiên theo đại lộ một bên tụ hợp vào dòng người, nhìn hai bên một chút, nơi này khách hành hương cũng là không phải người nào đều sinh lòng Phật tượng. Ngược lại là tiếng địa phương khẩu âm mặc dù tại kế duyên cái này Vân Châu Đại Trinh người nghe tới có chút cổ quái, nhưng dù là không lấy thông tâm phản kỹ chi pháp học tập cũng có thể nghe hiểu được. Một người tuổi chừng lục tuần lão nhân đưa tới kế duyên chú ý, hắn vừa đi vừa hướng về phía chùa triền phương hướng hơi hơi làm bái, đồng thời trong miệng thỉnh thoảng sẽ niệm tụng vài câu kinh văn, lấy kế duyên học thức, biết rõ cái này kinh văn kỳ thực không ăn khớp, thậm chí có niệm sai địa phương, nhưng lão nhân kia lại thân có Phật ấm. So với chung quanh đại đa số người đều có nặng nề rất nhiều. Thế là kế duyên đến gần lão nhân, tại lại một lần nghe được lão nhân niệm kinh tạm ngừng sau đó, hợp thời lên tiếng nhắc nhở. Lão nhân gia, lúc trước phát tâm, pháp bên trong không giảm, sau đó hẳn là, lừa Phật gặp cùng nhau, không bỏ thế gian ân trọng ái thâm, thiện tai đại minh vương Phật. Lão nhân bước chân dừng lại, hơi hơi ngây người nhìn về phía kế duyên người sau khuôn mặt điềm tĩnh mang theo nhàn nhạt mỉm cười hướng hắn gật đầu đa tạ đa tạ tiên sinh chỉ điểm đa tạ lão nhân hợp tay hình chữ thập lấy vật lễ gửi tới lời cảm ơn sau đó bước chân tái khởi đồng thời trịnh trọng dựa theo kế duyên chỉ điểm khôi phục vừa rồi cắt ra kinh văn thành tâm niệm tụng sau khi đọc xong cảm thấy khí tức nhẹ nhàng khoan khoái nhẹ nhàng thở vào một hơi lại lần nữa hướng kế duyên hợp tay hơi hơi bái xuống Kế duyên một mực đi theo lão nhân này, gặp hắn niệm xong kinh, mới lại lần nữa cười mở miệng. "Xin hỏi vị này lão ông, phương này có thể là Phật Quốc Phật Ấn Minh Vương đạo tràng thánh cảnh chỗ che đậy chi vực?" Lão nhân ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía kế duyên. "Vị này tiên sinh, phương này là Ma Khani Tây Thánh tàng, Bỉ Khâu Chi Quốc, Phật Quang Phổ chiếu chỗ, đúng là ngài trong miệng Phật Quốc, nhưng lão nhi ta đồng thời không biết phân cái gì đạo tràng a?" kế duyên biết rõ lão nhân kia không có nói láo ánh mắt nhìn nhìn chung quanh tất nhiên lão nhân kia đều không biết xem ra chung quanh khách hành hương cũng sẽ không biết vẫn là đi hỏi một chút cái này chùa miếu bên trong phật tu đi đa tại lão nhân gia ta lại đi hỏi một chút người khác kế duyên hơi hơi chắp tay sau đó đi vào đám người tiêu thất tại trước mặt lão nhân lần này hắn không có xếp hàng ra trận cũng biết dù là xếp hàng vào chùa miếu cũng là mọi người thắp hương nhìn thấy nhiều nhất là một chút tiểu sa di tính chính tu có thể tuyệt không tính cái này chùa chiền bên trong cao nhân. Chùa chiền phía sau một khỏa đại thụ che trời dưới bóng cây, một cái lão hòa thượng ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt tham thiền, trước thân còn trưng bày một cái thấp bé bàn trà, bên trên có một cái tinh xảo đồng thau lư hương, có một luồng khói xanh dâng lên, làn khói thẳng tắp như trụ, một mực lên tới tiêu tán mới thôi. Một đoạn thời khắc, lão nhân trong lòng khẽ động, từ từ mở mắt, phát hiện trước thân ngoài hai trượng, chẳng biết lúc nào đứng thẳng một cái một thân thanh sam nho nhã tiên sinh, một thân cũng không có chút nào lực pháp thần quang khí tức quanh người mười phần bình thản, tựa như cùng thiên địa liền thành một khối. Thiện tai đại minh vương Phật, tôn hạ quan lâm bản tự, lão nạp hữu lễ. Biết rõ người tới là cao nhân, lão hòa thượng chậm rãi từ bộ đoàn bên trên đứng lên, hướng về kế duyên đi một Phật lễ, kế duyên chắp tay đáp lễ. Đại sư, cái này chùa chiền bên trong còn nhiều, rất nhiều u tỉnh tăng xá, còn nhiều, rất nhiều cổ điển thiền phòng, Phật tượng phổ chiếu chỗ cũng khắp nơi có thể thấy được, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này dưới cây tham thiền. Lão Hòa Thượng cười cười, mở miệng nói. Công hạ có chỗ không biết, vạn vật chúng sinh có linh, ngã Phật Minh Vương đều có thể độ, vạn vật chúng sinh lễ Phật, vạn vật đều có thể thành Phật, từng nghe ngã Phật Minh Vương có mây, trời xa đông thổ sinh một diệu mộc ứng một trận dưới tàn cây tham Phật luận đạo mà hóa, linh sinh tuệ căng, kêu là tuệ một bồ đề lão nạp tham thiền dưới tàn cây là dẫn tuệ căn chi ý. Nghe nói như thế, kế duyên trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là hỏi một câu. Xin hỏi phương này có thể là Phật Ấn Minh Vương Đạo Tràng. Chính là, lần này đi hướng bắc ngàn 600 dặm hàng xa sơn vực, ngã Phật Phật Ấn Minh Vương liệt tọa tại Trung ương. Kế duyên hướng về lão hòa thượng gật gật đầu. Đa tại đại sư chỉ điểm, cái kia bồ đề thụ ở vào đông thổ Vân Châu, đình lương quốc cùng thu phủ đại lương tự bên trong hy vọng đại sư có cơ hội có thể tự mình đi tới tại bồ đề thụ phía dưới tham thiền kế mổ cáo từ nói xong lời này kế duyên liền chuyển thân rời đi bước nhẹ nhàng bước chân đi ra chỗ này hậu viện lão hòa thượng sững sờ nhìn xem kế duyên rời đi bóng lưng sau một hồi lâu chậm rãi cúi đầu đi một phật lễ thiện tai ngã phật ấn minh vương nguyên lai là kế tiên sinh nếu biết chính mình rơi sai địa phương cũng biết Phật ấn minh vương xác thực sở tại, kế duyên cũng không lãng phí thời gian, ý định trực tiếp đi hướng hàng xa sơn vực, mặc dù không nhận biết núi này vực hình dạng, nhưng hướng bắc ngàn 600 dặm bay qua hẳn là cũng liền rõ ràng ở đâu. Đương nhiên, kế duyên đồng thời không có trực tiếp từ chùa chiền bên trong bay lên, mà là theo lúc tới phương hướng đi ra chùa miếu mới bước trên mây mà ra, trong lúc nhìn thấy một đám khách hành hương lễ Phật, cũng nhìn thấy trước đó lão nhân kia bưng lấy một nén nhang tại một chỗ Phật trước điện thành tâm lễ bái ngàn sáu trăm dặm đối với kế duyên tới nói xem như rất gần dù là bởi vì ở tại tôn trọng không có tại bầu trời đi vội không cần gần nửa ngày cũng đã đến không sai biệt lắm phương vị theo phật quan cường thịnh phương vị kế duyên tự nhiên là phát hiện hàng xa sơn vực nhìn thấy cái kia sơn vực tình huống sau đó kế duyên cũng rõ ràng cái tên này tồn tại phương xa núi chập trùng lên xuống nhưng cũng không có cái gì cao ngất sơn phong mà lại bên trong cũng không có bao nhiêu lục sắc ngược lại là ánh vàng rực rỡ một mảnh phản phất có vô số các vàng hội tụ tạo thành từng mảnh từng mảnh cùng các. Nhưng những này cùng các lại hết sức kiên cố. Còn như cái này kim sắc rốt cuộc là hạt các nhan sắc ban đầu vẫn là bị Phật vận Phật quan nhuộm dần mà thành màu sắc liền không được biết rồi. Tại tiếp cận cái kia một mảnh hàng xa thời gian, kế duyên đã sớm từ bầu trời hạ xuống, trong núi có từng tòa Phật môn đạo tràng, có rất nhiều Phật tu niệm tụng kinh văn, có vô cùng Phật quan trong núi các nơi dâng lên, qua lại bỉ khâu càng là khó mà tính toán, bất quá cùng bên ngoài một dạng cơ hồ không thiết lập cái gì cấm chế chỉ cần có thể tìm tới nơi này phàm nhân cũng có thể vào núi đương nhiên rồi tìm tới hàng xa sơn vực liền không giống tùy tiện tìm một tòa chùa miếu đơn giản như vậy đến chân chính có phật tâm hay hoặc là như kế duyên một dạng có nhất định đạo hạnh người tu hành tây du ký bên trong nói chuột tinh có thể tới phật tổ bên kia đi trộm hương dầu ăn sau đó ra tới xem ra cũng là có nhất định đạo lý mang theo loại ý nghĩ này Kế duyên trực tiếp theo đường núi đi vào hàng xa sơn vực bên trong, cũng không xoắn suýt đến tột cùng bên nào là cửa chính, dù sao cũng nhìn xem cũng không có cửa. Đến nơi này đã là Phật âm từng cơn, niệm kinh thanh âm rõ ràng cũng không thống nhất, lại tuyệt không hiện ra ồn ào. Nghe kinh cùng xem cùng một mình tụng kinh cảm giác khác biệt, giảng kinh hòa luận kinh cũng đều có đặc sắc, thậm chí xuyên thấu qua Phật âm, kế duyên pháp nhãn có thể phân biệt ra được mỗi một trận đặc biệt Phật âm bên trong vọt lên Phật quang, lại thêm có thể mơ hồ phán đoán thanh âm kia cùng Phật qua nguồn gốc xứ sở tại Phật tu đạo hạnh cao thấp trước mắt là hai tòa cao ngất cùng cát xuyên thấu qua chính giữa liền có thể nhìn thấy bên trong cách đó không xa có Sa Di đi lại kế duyên trên chân dẫm lên kim sắc hàng xa xúc cảm lại cũng không mềm mại trái lại cho kế duyên một loại kiên cố cảm giác nhưng hắn hạ thấp người lại có thể một tay nhẹ nhõm khung khởi một mảnh nhỏ cát vàng nhìn xem cát vàng trên ngón tay khe hở bên trong chậm rãi bay xuống Kế duyên hướng về phía hàng xa sơn vực cũng sinh ra một chút hứng thú, nơi này kiên cố cũng không phải là xào, mà là khắp núi Phật tính. Chỉ có điều kế duyên xem ánh vàng rực rỡ hạt cát tại trong tay hạ xuống thời khắc, hắn đã cảm giác được cái gì, chờ hạt cát tan mất, kế duyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là đứng tại cùng cát ở giữa một vị lão tăng, gặp kế duyên xem ra là chắp tay trước ngực hạ thấp người hành lễ. Kế tiên sinh đến hàng xa dưới chân núi, nâng xem hàng xa bay xuống, là gặp chúng sinh hình ảnh, tiên sinh hảo ý cảnh. Kế duyên cười cười, thầm nghĩ đại sư này nghĩ đến có chút nhiều, sau đó cũng trịnh trọng chắp tay đáp lễ. Phật ấn đại sư, từ biệt nhiều năm, Phật Pháp càng phát ra tinh thâm. Đứng tại cùng các ở giữa, lại chính là vốn nên tại cái này hàng xa sơn vực trung tâm Phật chỗ ngồi Phật ấn minh vương, hắn nghe được kế duyên tán thưởng, cũng mang theo ý cười trả lời. Cũng nhận cùng tiên sinh luận đạo chi phúc. Kế duyên vốn là chỉ là lời khách sáo, không nghĩ tới Phật Ấn Minh Vương trực tiếp thừa nhận, xem ra là thật thu hoạch không nhỏ, nếu không một cái khiêm tốn người xuất gia sẽ không như thế nói, nhưng cái này cũng không kỳ quái, kế duyên đối chiếu tự thân. Hắn những năm này tiến bộ mang đến biến hóa cùng đi qua chính mình quả thực là khác nhau một trời một vực, không đến nổi toàn thế giới liền hắn một người tại tinh tiến. Kế tiên sinh, lần này đến Tây vực Lam Châu là tìm đến bần tăng ôn chuyện. Tại Phật Ấn Minh Vương trước mặt, kế duyên cũng không cần đến giấu giếm nói ngay vào điểm chính. Phật ấn đại sư, kế mỗi lần này tới là mời đại sư xuất sơn cùng ta đồng hành, xông vào một lần cái kia ngọc hồ động thiên, không biết đại sư có thuận tiện hay không. Mặc dù đã mơ hồ đoán được kế duyên lần này tới hàng xa sơn vực có thể có nguyên nhân khác, nhưng Phật ấn lão tăng không nghĩ tới kế duyên có thể trực tiếp nói như vậy, dùng một cái xông chữ, đủ để chứng minh chuyến này không lành. Nam Mưu Ma Kha Ngã Phật Đại Pháp Nếu là kế tiên sinh mời, lão nạp há có thể không theo, tiên sinh là tiên theo ta vào hàng xa sơn vực bên trong nghỉ ngơi một chút, hay là trực tiếp đi cái kia ngọc hồ động thiên. Sảng khoái, mặc dù là người xuất gia, nhưng Phật ấn lão tăng biết bao dây dưa dài dòng, kế duyên đương nhiên cũng không phải giả thận trọng cái gì. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, Phật ấn đại sư, chúng ta vậy liền đi tìm cái kia thiển thương sơn. Thiện tai, tiên sinh giá vân là được. Kế duyên cùng Phật ấn lão tăng mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng cùng hắn tương hổ ở giữa cũng không xa lạ, lời nói đều nói đến phân thượng này, kế duyên cũng liền không khách khí, vung tay áo mang theo một trận mây khói, liền tại cái này hàng xa sơn vực bên ngoài cùng Phật ấn lão tăng đằng không mà lên. Xa hơn so lúc đến càng nhanh tốc độ hóa quang trốn xa rời đi. Kế duyên còn nhớ rõ, năm đó Phật ấn lão tăng nói qua, thiển thương sơn kỳ thực không phải thông thường ý nghĩa bên trên núi, mà là tại hồ tộc bên trong có đặc thù ngụ ý mùa thu ý dần dày cây rừng xanh biếc lá rụng phiêu linh núi không xanh trường lại thanh sương mặt nguyệt tam sơn riêng phần mình trong đó một núi đầu thu giữa thu cuối thu thời điểm mùa thu đến gần mùa đông là mờ mịt bắt đầu kêu là thiển thương thiển thương sơn khó tìm trường lại thanh sương mặt nguyệt ba tòa núi hay là thuộc về tại bình thường phạm vi bên trong có danh tiếng núi nhưng cũng có một cái vấn đề nhỏ bỏ ra 6-7 ngày thời gian tìm tới trong đó thanh xương núi sau đó phật ấn minh vương nhìn xem phía dưới xanh ung tươi tốt dãy núi khắp nơi nhìn hướng đồng dạng đứng tại đầu mây kế duyên kế tiên sinh lão nạp đạo tràng mặc dù cũng tại cái này lam châu địa giới nhưng cùng ngọc hồ động thiên ít có lui tới vào ngay hôm nay mới là mùa xuân trời ngày mùa thu rất xa không hợp thiển thương chi ý a à, lão nạp mắt vụng về vẫn chưa nhìn ra ngọn núi này có cái gì động thiên cửa vào Gặp kế duyên ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem phía dưới dãy núi tạm thời không nói gì, Phật ấn lão tăng lại nói. Không bằng dạng này, lão nạp biết được cái này ngọc hồ động thiên cùng ta Phật môn cũng xem như quan hệ không ít, mặc dù lão nạp chưa từng đi qua, nhưng tọa địa minh vương từng đi ngọc hồ động thiên giảng kinh mấy lần, chúng ta cầu giải đáp tại tọa địa minh vương, không biết tiên sinh ý như thế nào. Kế duyên khẽ lắc đầu. Tuy nói ngọc hồ động thiên mùa thu mở rộng, nhưng trong thủ lĩnh không đến nổi thật mùa thu mới ra vào, luôn có đi vào biện pháp, dưới mắt liền có động thiên bên trong hồ ly tại bên ngoài. Từng. Phật ấn lão tăng cảm thấy kinh ngạc, kế duyên pháp nhãn thật chẳng lẽ thắng qua hắn nhiều như vậy, hắn thế nào không có phát giác được có ngọc hồ động thiên hồ ly tại bên ngoài. Ha ha, đại sư không được suy nghĩ nhiều, mà lại tin ta lần này. Kế duyên đang khi nói chuyện đã tâm niệm giá vân, cùng Phật ấn lão tăng cùng một chỗ bay về phía nghiêng về tây phương vị, hắn đương nhiên biết rõ có hồ ly tại bên ngoài, nhưng cũng không phải là trực tiếp pháp nhãn nhìn thấy, càng không phải là ngửi được yêu khí, mà là tại trong lòng cảm giác được. Ý cảnh Sơn Hà bên trong, kế duyên pháp tướng giờ phút này đang xem lấy một chút mơ hồ ngôi sao, trong đó có một khỏa hình thành đối chiếu bên cạnh những cái kia qua loa sáng tỏ một chút, khoảng cách kế duyên cũng càng gần một chút, mà còn lại mấy cái bên kia là có loại xa gần không rõ cảm giác. Những này ngôi sao đối ứng đều là hồ ly, một đám cùng kế duyên hữu duyên hồ ly, ban đầu ở tổ việt quốc hoang phế trong trang viên thiết kế thả đi hồ ly một đám bôn ba thiên sơn vạn thủy thật tìm được ngọc hồ động thiên hồ ly giờ phút này có một cái hồ ly phương vị rõ ràng mà cái khác đều khó mà rõ ràng theo kế duyên cũng chỉ có một loại kết quả đó chính là cái khác hồ ly tại động thiên phúc địa bên trong ở đâu liền căn bản không cần nghĩ lại ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó kế duyên cùng phật ấn minh vương cùng một chỗ tại ngoài núi đầu một cái trấn nhỏ bên trong rơi xuống đất phật ấn minh vương giờ phút này cũng có thể phát giác được một cổ nhàn nhạc, nhạc yêu khí ở trong trấn nhỏ nhưng kế duyên thế mà ngăn cách thật xa như vậy cũng cảm giác được đại sư chúng ta liền tại đây chờ hắn phật ấn lão tăng mặt mỉm cười cũng không nói chuyện xem như từ kế duyên an bài hai người bây giờ chỗ đứng trí là một chỗ phía sau ngõ hẻm chỗ ngoặt vị trí tương đối vắng vẻ cũng không có người nào trải qua cái này tiểu trấn ưu tĩnh giờ phút này màn đêm dần đến có tiếng chó sủa tại đường phố nơi xa vang lên những người đi đường cũng đều riêng phần mình về nhà mà kế duyên cùng phật ấn lão tăng không có chút nào nóng vội ước chừng tại hai người đứng nửa khắc đồng hồ sau đó có một mảnh hồng ảnh từ một chỗ quán rượu kho củi cửa sau chỗ nhảy ra vội vàng theo đầu này phía sau ngõ hẻm chạy vội đang chạy qua chỗ hoặc muốn chuyển biến một khắc này rõ ràng không có chút nào khí tức vốn nên không có một ai khúc quanh thế mà xuất hiện bốn cái chân uhm hồ ly một đầu đụng phải phật ấn minh vương trên chân trái thân thể bị đâm đến lui về phía sau lăn hai vòng một cái đen xì đồ vật cũng từ trên thân hồ ly bay ra cùng ụt cục 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 ai nha hồ ly khi nhìn đến vật kia lăn ra ngoài thời gian không lo được bị đâm đến đau nhức mặt liều mạng ổn định cân bằng sau đó thoát ra ngoài ôm lấy cái kia đen xì đồ vật kế duyên thấy được rõ ràng cái kia hồ ly trong tay là một cái màu đen bình rượu nhỏ bên trên còn dán vào giấy đỏ tên là Thu Diệp Túy. Hồ Ly ôm vào rượu gặp vào rượu không có ngã nát, buông lỏng một hơi đồng thời đột nhiên nhớ tới tại sao mình lại bị đụng bay, ngẩng đầu một cái, quả nhiên thấy có hai người đứng tại cái kia nhìn xem hắn, là một thư sinh một hòa thượng, trong lòng một thoáng luống cúng, phản ứng đầu tiên chính là chạy mau, nhưng nhìn nhiều nhìn lần thứ hai sau đó. Hồ Ly liền ngây ngẩn cả người. Kế duyên hình dạng, những cái kia hồ ly tại sau khi sự việc xảy ra nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến, chỉ có thể đại khái nhớ rõ tư thái quần áo cùng cái loại cảm giác này, nhưng lại một lần nữa trong thấy kế duyên giờ khắc này, hồ ly nháy mắt liền nhận ra đây là năm đó có chút truyền bá truyền pháp chi ân tiên sinh. Kế duyên thấy rõ cái này hồ ly đạo hạnh, cũng có thể cảm giác xuất kỳ trên thân cùng lúc trước đồ tư yên cùng đồ vận có một chút cùng loại tu luyện khí tức, dùng cái này cáo đạo hạnh có thể có này khí tức, tuyệt đối là đến chân truyền, tự nhiên lại lần nữa xác nhận chính mình đoán không sai. Bất quá cũng không kỳ quái. Lúc trước những này hồ ly có thể là ôm một bản kế duyên hơi chút tu sức, vân trung du mộng, tìm đến ngọc hồ động thiên. Sách này dù là đối với cửu vĩ hồ đều là không nhỏ hấp dẫn, sao có thể không được coi trọng đâu. Tại hồ ly vừa định mở miệng một khắc này, kế duyên đem ngón trỏ tay phải đặt tại đôi môi phía trước. Hư! Đi theo ta! Nói xong, kế duyên nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ Phật ấn lão tăng, Cùng một chỗ mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn hồ ly hướng hẻm nhỏ một chỗ khác đi đến. Thẳng đến hai người một cáo đi qua hẻm nhỏ cuối cùng một gia đình phía sau lều cỏ, mới dừng lại bước chân, kế duyên cùng Phật Ấn lão hòa thượng rất có ăn ý đang tìm một bó cỏ khô ngồi xuống. Cái kia từ đầu đến cuối ngậm vào rượu dây đeo hồ ly cũng lẻn đến một đoàn cỏ khô bên trên, sau đó buông xuống vào rượu liền hướng về phía kế duyên không ngừng làm bái. Thật sự là ngài, thật sự là tiên sinh, là ta a. À ta là Hồ Lai Nha, nắm tiên sinh phúc, chúng ta bây giờ đã xưa đâu bằng nay, thật nhiều hồ tộc trưởng bối đều thẳng khoa trương chúng ta tư chất tốt đâu. Đúng rồi tiên sinh, ngài là đến xem chúng ta sao, hát gia thế nào, đêm hôm đó chúng ta trốn được vội vàng, cũng không biết hát gia có không có chuyện. Đúng đúng đúng, kế mổ còn nhận ra ngươi. Kế duyên suy nghĩ một chút, nhớ tới cái kia sau đó cùng hồ ly uống rượu với nhau đại hát cẩu, cũng là bởi vì lần kia, con chó này giống như là trực tiếp nhiễm lên nghiện rượu, kế duyên trước khi đi trả lại nó uống qua một chén rượu lưu thoại cố gắng qua nó đâu. Cái kia đại hắc cẩu ngược lại là không có việc lớn gì, chỉ có điều đêm đó bị sông cái quá sức. Hồ Ly nhất thời nở nụ cười, hình như có thể tưởng tượng đến đại hắc cẩu bị sông thảm rồi hình tượng, trông thấy kế duyên nhìn hướng bên cạnh hắn bình rượu, Hồ Ly vội vàng giải thích nói. Rượu này cũng không phải trộm được, quán rượu kia quanh năm cung phụng nhà ta đại nải nải, đều đã hẹn cách mỗi ba ngày trước tới lấy rượu ta vào cửa hàng thời gian còn huyễn hóa hình dạng đâu kế duyên mỉm cười gật đầu các ngươi hẳn là tìm được ngọc hồ động thiên ở trong đó tu hành thế nào nghe nói như thế hồ ly nhất thời hưng phấn hơn vẫy đuôi hai tay bãi động tư thế sinh động như thật nói tìm được tìm được động thiên có thể đẹp quả thực chính là tiên cảnh chúng ta tu hành đến có thể nhanh bởi vì học qua tiên sinh cho sách cho nên đều nói chúng ta tư chất tốt đâu chính là có một chút không tốt quyển sách kia thật nhiều người đều đến cho mượn trên tay chúng ta thời gian càng ngày càng ít không có nói thẳng đoạt các ngươi thế là tốt rồi ít nhất bây giờ trên danh nghĩa còn thuộc về các ngươi có lẽ đến tương lai các ngươi tu vi cao mới có thể đối với vân trung du mộng có nhất định quyền nói chuyện kế duyên nói như vậy một câu cái kia hồ ly liên tục gật đầu đúng vậy a à, hồ lý thúc cũng cho là như vậy tốt rồi việc này tạm thời không nói các ngươi như là đã tại ngọc hồ động thiên bên trong cái kia kế mổ trước muốn hỏi thăm ngươi một người từng là hồ ly đống cỏ khô bên trên hồ ly ngồi nghiêm chỉnh tiên sinh cứ hỏi cùng tiên sinh ước định chúng ta một khắc không quên tất cả mọi người rõ ràng chúng ta có thể có được hôm nay tư chất đều là bởi vì một lần kia xem sách nhìn thấy cảnh tượng cùng với cái kia một đoạn thời gian đối với sách tham ngộ đáng tiếc nếu là sớm biết sách bây giờ một mực không cầm về được liền nên hơi trễ vào ngọc hồ động thiên một bên kế duyên cùng phật ấn lão tăng là đã nhìn ra cái này hồ ly nói chuyện dễ dàng lạc đề lôi kéo lôi kéo khắp nơi liền kéo lệch kế duyên cũng không nói lời vô ích gì ngay thẳng nói trong các ngươi còn có ai từng thấy hoặc là nhận biết một cái gọi đồ tư yên hồ yêu đồ tư yên thật giống nghe qua nhưng lại thật giống ấn tượng không sâu hồ lai suy tư một hồi đột nhiên lấy lại tinh thần đúng rồi Ta nhớ ra rồi, đại nãi nãi lần trước nói cho ta, Vân Trung Du Mộng bây giờ liền cấp cho một cái gọi đồ tư yên đại hồ tiên. Từng Lúc nào sự tình? Kế duyên bản năng cảm giác ra một chút dị dạng, kinh hắn hỏi một chút, Hồ Lai lại lần nữa nhớ lại một thoáng nói. Hẳn là có hơn nửa năm, đại nãi nãi còn nói cái kia đại hồ tiên phi thường lợi hại, bởi vì nhìn thấy thiên thư thập phần vui vẻ, còn đáp ứng cho chúng ta chỗ tốt, chỉ là bây giờ còn không có cái ảnh kế duyên hiểu rõ gật đầu thì ra là thế giờ phút này kế duyên tâm có linh giác cảm giác hình như có thể mơ hồ rõ ràng vì cái gì đồ tư yên vốn nên chết tại đạo nguyên tử lôi pháp phía dưới hôm nay vẫn còn sống ở ngọc hồ động thiên chỉ sợ ngoại trừ sau lưng chấp cờ người thủ đoạn cũng cùng hắn lưu lại vân trung du mộng sẽ có một chút quan hệ nói như vậy hắn kế mổ nhân thế mà xem như gián tiếp giúp đồ tư yên bất quá nói đi thì nói lại tất nhiên vân trung du mộng trên tay đồ tư yên dù là ngọc hồ động thiên không chịu thổ lộ đồ tư yên tin tức kế duy ngược lại là cũng không lo tìm không thấy đồ tư yên trốn ở cái kia a à đúng rồi nếu ta cùng phật ấn đại sư muốn bái phỏng ngọc hồ động thiên ngươi có thể hay không mang chúng ta đi vào đâu hồ ly khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra khó làm thần sắc dùng móng vuốt không ngừng vào đầu kế tiên sinh không phải ta không mang theo các ngươi đi chỉ là ta không có tư cách kia a à một cái tiểu hồ ly sao có thể tùy tiện hướng động thiên bên trong dẫn người A. Từng, cũng không cần ngươi trực tiếp mang chúng ta vào ngọc hồ động thiên, chỉ cần ngươi thay chúng ta mang một câu nói, liền nói kế duyên cùng Phật Ấn Minh Vương tới trước bái phỏng. Phật Ấn Minh Vương Hồ ly sửng sốt một chút, sau đó quá sợ hãi nhìn về phía một bên lão hòa thượng. Đại, Đại sư, Ngài là Phật Môn Minh Vương. Tại lúc trước cái kia 15 con hồ ly trong lòng, kế tiên sinh là cao nhân cũng là ân nhân lấy hôm nay nhãn giới xem hẳn là cái đạo hạnh tương đối cao tiên tu mà minh vương liền khó lường so với thiên yêu cửu vĩ hồ loại hình cũng sẽ không kém cấp độ chính là liếc mắt nhìn trời không gặp được đỉnh phật ấn lão tăng cười nhẹ một tiếng thế nào lão nạp không giống hồ ly vốn là muốn nói xác thực không giống nhưng lời nói không dám ra cửa chỉ là không ngừng lắc đầu sau đó mới hồi tưởng lại kế duyên vừa rồi lời nói Kế tiên sinh muốn chúng ta nhắn cho ai a? À? Nếu như thuận lợi mà nói, liền nhắn cho đồ giật, nếu như các ngươi không cách nào chuyển lời cho hắn, liền tùy tiện tìm một cái có thể nói tới bên trên lời nói chính là, chắc hẳn Phật môn Minh Vương chút mặt mũi này vẫn là có. Kế duyên cười lấy nhìn hướng Phật ấn lão tăng, người sau chỉ là thấp giọng niệm tụng Phật hiệu. Đồ giật lão tổ, ta, chúng ta có thể đều không gặp được, liền liền hồ lý thúc cũng không được chỉ có thể thử đi cùng đại nãi nãi nói một chút. Không có việc gì, cứ như vậy đi đã nói. Kế duyên đối với cái này tuyệt không lo lắng, chỉ cần có thể tiện thể nhắn đến Ngọc Hồ Động Thiên bên trong, hắn cùng Phật Ấn Lão Tăng liền nhất định có thể đi vào. Lều cỏ phía sau nói trò chuyện cũng không có tiếp tục bao lâu, bất quá một chén trà công phu, hai người một cáo liền ra khỏi tiểu trấn, mặc dù làm trễ nải chút ít công phu, nhưng trở lại trên núi thời gian cùng trước kia không kém bao nhiêu. Hồ Lai hiển nhiên là có chính mình đặc thù thông đạo, tại thanh xương cạnh ngoài một ngọn núi phong sơn bên hông có cái như động chó lớn nhỏ huyệt động, Hồ Lai ngậm bình rượu trực tiếp đi vào trong trốn vào, cũng không lâu lắm khí tức liền biến mất, mà kế duyên cùng Phật ấn lão tăng liền đứng tại sơn phong dưới chân chờ lấy. Kế tiên sinh, cái kia đồ tư yên là lúc trước ngươi nói qua cái kia Hồ Ly sao? Nhưng là muốn đòi lại quyển kia thiên thư. Phật ấn lão tăng dựa theo chính mình suy luận hỏi một câu, kế duyên lại lắc đầu cũng không phải quyển kia thiên thư tất nhiên cho những cái kia tiểu hồ ly kế mổ liền sẽ không tìm về muốn lấy trở về cũng là chân chính viết quyển sách kia người đến còn như đồ tư yên là không có đơn giản như vậy lần này kế mổ là tru sát nàng mà tới hay thật kế duyên đứng tại người ta động thiên bên ngoài nói chuyện lại là muốn giết bên trong hồ tiên cái này đáng kinh ngạc phật ấn lão tăng một cái bất quá kế duyên này lại cũng không che giấu cùng lão hòa thượng nói rõ thiên vũ châu chi loạn tình huống cùng với đồ tư yên ở trong đó lợi hại quan hệ. Chỉ là biến mất thiên địa bàn cờ sự tình. Sau một hồi lâu, Phật ấn lão tăng liền niệm Phật hào. Ngã Phật từ bi, không nghĩ tới thiên vũ châu chi loạn xa so với lão nạp trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, càng không có nghĩ tới nghiệp chướng càng rỡ đến tận đây. Chỉ là, đồ tư yên như là đã hư hư thực thực chính đuôi, dù là lần này nhất định là bỏ ra cực lớn đại giới, mà lại cũng việc xấu loan lỗ, nhưng Ngọc Hồ Động Thiên sẽ từ bỏ nàng sao? Kế Duyên cười cười. Chỉ sợ sẽ không, nếu không ta chỉ có một người tới cửa, lần này kế mổ cũng không muốn buông tha nàng. Phật ấn lão tăng hiểu rõ gật gật đầu, chắp tay trước ngực một tiếng Phật hiệu. Thiện tai. Nếu như thế, lão nạp liền bồi kế tiên sinh liều mình chu yêu. Ngọc Hồ Động Thiên đương nhiên không nhỏ, may mà Hồ Lai là thay trong miệng đại nãi nãi lấy rượu đi, cho nên đi về con đường không có khả năng quá xa, theo đặc thù thông đạo trở về sau đó, bỏ ra gần phân nửa canh giờ liền trở về ở lại địa phương, kia là một mảnh mỹ lệ vườn hoa, chính giữa có một tòa xinh đẹp lầu nhỏ. Một cái lười biến nữ tử đang nằm tại trước lầu trên ghế nằm, quạt cây quạt nhìn xem tới đây đường. Tại trông thấy một cái hồ ly ngậm vò rượu chạy về đến, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Lai lai, ngươi trở lại rồi. Đại nải nải, đại nải nải. Hồ Lai một bên kêu to một bên chạy, vào vườn hoa phạm vi phía sau huyễn hóa thành một cái 14-15 tuổi thiếu niên, sách theo bầu rượu đi vào trong đầu chạy. Nữ tử từ trên ghế nằm ngồi dậy, một cái tiếp nhận vò rượu, đẩy ra giấy dán liền ực, ực 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 uống, rượu tràn ra khóe miệng theo cái cổ chảy xuôi đến ở ngực. Cơ hồ là một hơi liền đem một vò rượu đều uống cạn sạch, nữ tử ở rượu, sau đó tay chỉ hướng ở ngực cùng trên cổ quét một cái, sau đó mút vào ngón tay, không buông tha một giọt rượu nước gặp nữ tử uống xong rượu, Hồ Lai vội vàng nói. Đại nãi nãi, ta lúc trở về gặp một cái tiên tu cùng Phật tu, nói là muốn phải bái phỏng chúng ta Ngọc Hồ Động Thiên, còn nói nhận biết đồ giật lão tổ tông, cái kia hòa thượng tự xưng là Phật Ấn Minh Vương. Cái gì? Nữ tử kinh ngạc một tiếng, sau đó có chút hoài nghi trên dưới dò xét Hồ Lai. Ngươi uống trộn rượu đi, một thoáng có thể gặp phải Phật Môn Minh Vương. Không phải A Đại Nải Nải, ta cũng hoài nghi cái kia hòa thượng không phải minh vương có thể là vạn nhất đâu ta cũng không thể không truyền lời đi nhưng ta cũng gặp không được đồ giật lão tổ tông a đại nải nải nếu không ngài đi nói một tiếng đi nữ tử sửng sốt một chút nhất thời tươi cười rạng rỡ đứng lên nắm nắm chính mình mãnh liệt sóng lớn gật đầu nói đúng 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 dù thế nào ta cũng nên đi cùng đồ giật tiền bối nói đúng rồi hòa thượng tự xưng phật ấn minh vương cái kia tiên tu là ai nghe hắn nói họ kế không biết kỳ danh từng tốt ngươi làm tốt lắm nhìn xem vườn hoa ta đi thụ cắt một chuyến tiếng nói còn không có rơi nữ tử hướng lên trời nhảy một cái đã hóa thành một đạo bạch quan phi độn rời đi động thiên bên trong một chỗ bách linh hội tụ sơn cốc bên cạnh hồ xanh ung tươi tốt cỏ trên mặt đất có một gốc cổ thụ chọc trời cây này một mặt dù cành lá rậm rạp nhưng bên trong lại tựa như rỗng ruột có cửa sổ có cửa có căn phòng chính là đồ giật chỗ ở nữ tử bay đến nơi này mang theo hơi tăng tốc tim đập không yên lòng hướng đồ vật nói một chút hồ lai like kiến thức không nghĩ tới một mực sắc mặt lạnh lùng đồ vật đang nghe họ kế thời gian đột nhiên biến sắc kế duyên hắn lúc này đến ngọc hồ động thiên làm cái gì tìm ta đồ vật cao mày không ngừng bấm đốt ngón tay dù là tính không ra kết quả gì cũng minh bạch kế duyên không có khả năng thật chỉ là đặc địa tới bái phỏng hắn do dự rất lâu đồ vật vẫn là cắn răng một cái đối nữ tử nói tư tư ngươi đi thông tri lão phụ kia một tiếng chú ý đồ tư yên liền nói kế duyên tới nữ tử xem đồ giật sắc mặt biết rõ là đại sự cũng thu liễm lại cảm xúc trịnh trọng gật đầu chỉ là rời đi phía trước vẫn là nói giật tiền bối ngài không phải không thích bọn họ sao nghe ở ngoài người cầm đầu hình như kẻ đến không thiện nhưng tuyệt không phải nhằm vào đồ giật nghe được nữ tử hỏi như vậy đồ giật cười cười cùng chỗ Ngọc Hồ Động Thiên, ta báo cáo một tiếng xem như hẳn là, nhưng cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ, tốt rồi, ngươi mà lại nhanh đi, ta bây giờ đến Thanh Sương Sơn nên đón kế tiên sinh cùng Phật Ấn Minh Vương, sẽ qua loa kéo một hồi, nhưng sẽ không quá lâu. Vâng. Hai vệt độn quan cơ hồ cùng một chỗ từ thủ cắt bay lên, chỉ có điều phi độn phương hướng hoàn toàn tương phản. Mà tại ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, kế duyên cùng Phật ấn lão tăng tại trong núi gặp được mấy khỏa lão thụ sinh quang, tại cây cùng cây ở giữa hiển hiện một mảnh vần sáng đồng thời hóa thành một cái đỏ thẩm cửa lớn, cửa mở thời điểm, đồ giật một mình từ trong đi ra, hướng về hai người hành lễ ân cần thăm hỏi. Kế tiên sinh, năm đó từ biệt, giật thường xuyên nhớ tới tiên sinh phong thái, gần đây mới có sở hồi ức, không nghĩ hôm nay đã nghe tiên sinh thăm hỏi, lại thêm mang theo Phật ấn minh vương tôn giả cùng nhau tới trước, giật vui vô cùng đồ vật lễ tiếp mười phần đến nơi ngôn ngữ cũng hiện ra khiêm tốn ôn hòa kế duyên không khỏi trong đầu nhớ tới lúc trước cùng gia hỏa này lần thứ nhất gặp mặt thời gian hắn rõ ràng nhớ rõ nào biết cái này hồ tiên bày biện một tấm mặt thối lãnh khốc đến cực điểm từ đầu tới đuôi cơ hồ không có gì hảo sắc mặt cùng bây giờ như là hai cáo oán thầm thì oán thầm kế duyên nếu là người đến chơi dù là lần này hắn thật kẻ đến không thiện tại chủ nhà trước mặt ít nhất tại đồ vật trước mặt cũng sẽ không thiếu lễ nghi bởi vì cái gọi là tiên lễ hậu binh sao. Kế duyên chấp tay đáp lễ, một bên Phật ấn lão hòa thượng cũng lấy Phật lễ trả lời. Đồ giật đạo hữu, kế mổ mạo muội thăm hỏi, hy vọng không có tạo thành ngọc hồ động thiên chúng tu khổ não. Thiện tai, lão nạp hữu lễ. Đồ giật nghe vậy cũng cười lên, nghi người đồng thời đưa tay hướng về sau dẫn mời. Ha 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 ha, kế tiên sinh nói tới chuyện này, ta ngọc hồ động thiên mặc dù không tính là tốt bao nhiêu khách, nhưng đối hữu đạo chi sĩ hướng tới hoan nghênh càng sẽ không thiếu khuyết lễ ngộ cửa son đã mở còn xin hai vị theo ta vào bên trong đi hai vị mời 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 cây này ở giữa cửa son hình như cũng là một kiện bảo bối kế duyên vốn cho rằng là huyển hóa ra đến nhưng tại trải qua quá trình bên trong cảm giác được cửa này bên trên lưu động linh khí mơ hồ hình thành toàn bộ linh văn hẳn là phòng hộ cấm chế một bộ phận cửa bên này là trong núi lão thụ ở giữa tại kế duyên bọn họ sau khi tiến vào liền rất nhanh biến mất, mà cửa bên kia lại là một mảnh núi vách tường. Kế duyên cùng Phật ấn lão tăng theo đồ vận từ đỏ thẩm cửa lớn sau khi ra ngoài, đại môn này liền chính mình chậm rãi đóng lại, quay đầu nhìn lại, cửa liền khảm nạm tại nghiêm chỉnh phiến đồng dạng là màu đỏ sơn nham bên trên. Nơi này chỗ đứng vị trí hiển nhiên tương đối cao, nhìn về phía trước đi mặc dù là cây xanh cùng sơn phong, nhưng lại hướng đi về trước chỉ chốc lát, liền có thể trông thấy phương xa cảnh đẹp, trong tầm mắt cơ hồ khắp nơi là núi, mà lại đại bộ phận núi đều là tương đối thông thả gò núi, nhưng trong đó cũng có u tuyền tô vẽ dòng sông nhỏ chảy. Nhìn trộm mà nói, kế duyên cho rằng Ngọc Hồ Động Thiên không có một chút tiên đạo thánh địa ý cảnh sâu xa, nhưng thắm ở một cái chim hót hoa nở đẹp không sao tả xiết, bản thân hắn trái lại càng ưa thích dạng này địa phương. Thế nào, ta Ngọc Hồ Động Thiên cảnh sắc thế nào? Đồ giật sắc mặt so với trước đó lạnh nhạt một chút, hỏi như vậy một tiếng, Kế duyên tự nhiên cười lấy lấy lòng một câu. Núi sông Tú Lệ, cảnh sát nghi nhân, là hiếm thấy tốt địa phương. Đa tạ kế tiên sinh khích lệ, hai vị mời đi ta thụ các tiểu tự, ta lúc này lấy nhiều năm trân tàn chiêu đãi Xem đồ giật lần này nhiệt tình hình dạng, kế duyên cùng Phật ấn lão tăng liếc nhau, người trước suy nghĩ một chút, cảm thấy bất luận đồ giật là thật không biết vẫn là giả bộ hồ đồ, hay là đi thẳng vào vấn đề tốt. Đồ giật đạo hữu, kế mỗi lần này tới trước ngọc hồ động thiên ngoại trừ bái phỏng đạo hữu ngươi kỳ thực còn vì một người ồ là ai kế duy nhìn hướng phương xa phong cảnh xem ngọc hồ động thiên một cổ linh phong sau đó nói đồ tư yên nàng ở bên ngoài làm ra rất nhiều sự cố nhiễu loạn thường cương nhiều lần thêm sát nghiệt lại thêm tham dự yêu ma hội tụ thiên khải minh là nhất lên thiên vũ châu chi loạn kẻ cầm đầu một trong hoặc nhiều hoặc ít sinh linh bởi vì nàng mà chết hoặc nhiều hoặc ít tà ma ngoại đạo vì vậy mà đồ tháng sinh linh đồ giật ánh mắt hơi hơi lấp lóe cũng nhìn hướng phương xa đồ tư yên lại dẫn xuất nhiều như vậy sự cố sao ha ha nguyên lai kế tiên sinh là đến hưng sư vấn tội a à, bất quá đồ giật không biết đồ tư yên người ở chỗ nào cũng không quan tâm nàng thế nào thế nào tại ngọc hồ động thiên cũng không phải toàn bộ hồ tộc đều do một người thống lĩnh hay là trước hết mời hai vị đến hàng xá tiểu tọa ta sẽ thông tri cùng đồ tư yên quen biết đạo hữu đến hàng xá cho kế tiên sinh cùng Phật ấn Minh Vương tôn giả một cái công đạo. Một mực khép hờ hai mắt Phật ấn lão tăng giờ phút này mở hai mắt ra, ánh mắt chỗ sâu Phật quan lưu chuyển. Thiện tai, chỉ là thật cho đạt được cái này bàn giao sao. Kế duyên đang nghe truyện trên TV audio CV cười cười. Đại sư, chúng ta đi trước chính là, nhìn xem động thiên bên trong hồ tộc các lão tổ tông nói thế nào. Ba người từ đầu đến cuối ngôn ngữ ngầm có giao phong, nhưng vẫn còn lễ phép phạm trù, kế duyên hai người cũng theo đồ giật đi tới hán sở tại thủ cát. Chỉ có điều, tại mới vừa tiến vào Ngọc Hồ Động Thiên bắt đầu, kế duyên đã trong bóng tối cảm giác vân trung du mộng, khí tức. Rất hiển nhiên, Ngọc Hồ Động Thiên người biết vân trung du mộng là một bản khó lường thiên thư, cũng tất nhiên có thể phát giác trong sách văn tự ẩn chứa một chút đạo ẩn cùng lực lượng, cũng nhất định đối sách làm qua một chút xử lý, cho nên kế duyên giờ phút này đối thiên thư cảm giác có chút mơ hồ. Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần đối phương còn muốn nhờ vào đó thiên thư cảm ngộ trong đó chi đạo, liền không khả năng đoạn đi kế duyên đối thiên thư cảm giác. Mà lại kế duyên lời chú thích đã cùng thiên thư hòa làm một thể, là phỏng theo trọng bình hư bút ký cùng ý cảnh viết, cùng hắn nói là chú thích, nhìn ngược lại càng giống là nguyên văn bổ sung, khiến cho nó trở thành một bộ hoàn chỉnh thiên thư, nhìn không ra là hai người viết, rất khó đem cùng kế duyên liên hệ tới. Trong núi thụ các ngoài có một tấm cực lớn gỗ thô bổ ra hình thành bàn dài, đồ Dật mang theo kế duyên cùng Phật Ấn lão tăng lúc này ngồi xuống, đồng thời tự mình pha hoa đẹp trà, lại tự mình vì bọn họ rót. Tại nước trà pha tốt một khắc này, hương trà lơ lửng thấp sơn cốc, giống như cùng trăm hoa đua nở, uống ở trong miệng mật hết sinh nước bọt răng môi lưu hương, để kế duyên cùng Phật Ấn lão tăng vì đó kinh diễm. Trà ngon. Thiện tai, đúng là trà ngon đồ giật vì chính mình rót một chén lướt qua liền thôi mà uống rồi một điểm cười nói hai vị ưa thích liền tốt uống xong một chén này trà bọn họ cũng nên tới trên thực tế so với đồ giật nói còn phải sớm hơn một chút tại kế duyên cùng phật ấn lão tăng còn tại phẩm vị một chén này trà thời gian cái này một vùng thung lũng ở ngoài phương xa bầu trời đã có mấy đạo lưu quan bay tới chỉ chốc lát sau những này lưu quan tại thủ các phía trước cách đó không xa hạ xuống từ động quan bên trong đi ra mấy người, kế duyên cùng Phật ấn lão tăng lực chú ý chủ yếu tại một cái nhìn như trung niên Mỹ phụ người cùng một cái nhìn xem tú Mỹ đến quyết thiếu dương cương chi khí trẻ tuổi tuấn sinh thân bên trên. Mà chung quanh còn có vài cái hồ yêu, trong đó có trước đó đồ giật để cho đi báo tin, tư tư, cũng chính là hồ lai trong miệng đại nải nải. Kế duyên khẽ nhíu mày, Phật ấn lão tăng mắt cúi xuống không nói, không nghĩ tới chỉ là giờ phút này vậy mà liền có ba vị cửu vĩ hồ yêu ở đây, đây là không rõ ràng rốt cuộc còn có không có cái khác, mà lại đồ tư yên có lẽ trình độ rất lớn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tính. Chắc hẳn đây chính là kế tiên sinh cùng Phật Ấn Minh Vương Tôn Giả, thiếp thân đồ đồng hạnh ngộ hai vị. Ha ha ha, tại hạ đồ mạc hữu lễ, hai vị quan lâm ta ngọc hồ động thiên, chờ không có từ xa tiếp đón A, à, nếu không phải đồ giật thông tri, chúng ta còn không biết hai vị tiên tung Phật quan vào động thiên đâu. Kế duyên cùng Phật Ấn Hòa Thượng sắc mặt lạnh nhạt đứng lên từng cái đáp lễ, đồ giật là không lạnh không nhạt chỉ chỉ trước bàn không vị, nói một tiếng mời ngồi. Đương nhiên, có tư cách ngồi xuống, cũng chỉ bọn hắn năm cái, cái khác hồ yêu đương nhiên chỉ có đứng đấy phần. Mà lại kế duyên cùng Phật ấn hòa thượng tới sự tình tự hồ là có chút truyền ra, ngoại trừ thủ các bên cạnh cái kia hồ yêu, ngoài sơn cốc sườn lục tục ngo ngoe đều có hồ tộc yêu khí xuất hiện, trong đó không thiếu một chút khí tức cường đại, mặc dù bọn họ tận lực ẩn nấp, nhưng cái kia tò mò ánh mắt cùng trên thân yêu khí làm sao có thể thoát khỏi kế duyên pháp nhãn cùng cái mũi. Một đoạn thời khắc, kế duyên thậm chí phát giác đồ vận khí tức, mặc dù so với trước đó yếu đi không chỉ một bậc, nhưng cơ hồ hồn phi phách tán nàng còn bị đồ giật cứu được trở về đã là kỳ tích. So sánh sơn cốc trong ngoài cái khắc hồ tộc tò mò, thủ các phía trước bàn gỗ một bên bầu không khí tại mọi người ngồi xuống lần nữa sau đó liền trở nên trầm muộn. Nghe kế tiên sinh ý tứ, lần này cũng không phải là đến kết bạn, mà là hưng sư vấn tội tới. Kết bạn là mục đích một trong, hưng sư vấn tội là không thể nói, rốt cuộc nghiệp chướng nặng nề chỉ đồ tư yên một người, kế mổ cũng chỉ hỏi nàng một người mà thôi. Kế duyên lời nói dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Bất quá đồ đạo hữu mạnh nói kế mổ là hỏi tội mà đến, đó chính là đi, đồ tư yên giết hại ngàn vạn sinh linh dù sao là oan có đầu nợ có chủ. Kế duyên uống trà, nhàn nhạt đáp lại đồ đồng vấn đề người sau ánh mắt lập tức trở nên không lành một bên đồ mạc là lập tức pha trò ha 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 tiên sinh nói đùa đồ tư yên xác thực tinh nghịch một chút nhưng tiên sinh những cái kia tội danh theo ở trên người nàng vô cùng xác thực không đủ một hai phần mười thực sự có chút nói quá sự thật phật ấn lão tăng buông xuống trong tay chén trà nhìn hướng hai cái cửu vĩ hồ thiện tai kế tiên sinh có hay không nói quá sự thật chỉ cần đem cái kia đồ tư yên dẫn ở đây, chúng ta nhìn qua liền thấy rõ ràng, đừng nói ác nghiệp không đủ một hai phần mười, chỉ cần nghiệp lực bất quá tội danh một nửa, lão nạp hứa hẹn, sẽ chết bảo vệ đồ tư yên, cho dù kế tiên sinh tu vi kinh thiên, lão nạp tăng thêm ba vị thiên hồ đạo hữu. Cũng nhất định có thể bảo trụ đồ tư yên, các vị ý như thế nào? Đồ giật khẽ nhíu mày, nhìn hướng mặt khác hai cái cửu vĩ hồ, cái kia đồ đồng cùng đồ mặt sắc mặt mặc dù không thấy biến hóa, nội tâm lại âm tình bất định. Kế duyên cùng Phật ấn lão hòa thượng giờ phút này nhìn như vẻ mặt ôn hòa, nhưng lời nói không nói là đối chọi gay gắt, nhưng cũng là trong bông có kim. Sơn cốc trong ngoài, một chút vụn trộn quan sát hồ yêu cũng đều tại riêng phần mình suy đoán bên kia đang nói cái gì, lúc trước nếm qua kế duyên thiệt thòi lớn đồ vẫn đương nhiên cũng đang chú ý, có người bên ngoài nghị luận. Bọn họ ở bên kia nói cái gì đó. Nghe nói cái này tiên nhân cùng Minh Vương là đến hỏi tội một tôn chân tiên, một vị minh vương tôn giả tự mình đến nơi này hỏi tội, ai a à, phạm vào chuyện gì? đồ vận giờ phút này lời nói lạnh nhạt nói là đồ tư yên phạm vào chuyện gì cũng không rõ ràng. bất quá dù cho là chân tiên minh vương tại chúng ta ngọc hồ động thiên cũng phải nói chúng ta nơi này quy củ đúng. ừm đây là chúng ta địa bàn không sai. bên ngoài hồ tộc thái độ cơ bản cũng là vài cái chính đuôi yêu hồ ý nghĩ trong lòng, cho dù là đồ giật, đến bây giờ có thể làm được không khuynh hướng kế duyên mặt đối lập, kế duyên đã đối hắn tăng lên một chút hảo cảm. Thế nào, lão nạp đề nghị thế nào, các vị không nên trầm mặt mà đối đãi người xuất gia không đánh lừa dối, lão nạp nói là làm. Đồ tư yên cái này hồ ly, chỉ cần dám xuất hiện, ác nghiệp tất nhiên đen đến phát tím, kế duyên trong lòng tán thưởng một tiếng Phật ấn đại sư làm được tốt, trên mặt là bình tĩnh uống trà, liền vài cái cửu vĩ hồ biểu lộ cũng không nhìn. Trong lúc mơ hồ, tại bàn gỗ bên cạnh, một cổ khí tức cường đại tại năm người trên thân bay lên. Ba cổ kinh khủng yêu khí như núi cao biển rộng như mây đen áp thiên, một cổ vàng sáng Phật quan trùng trùng điệp điệp tỏa ra ánh sáng, mà kế duyên một cổ tiên linh chi khí như muốn gột rửa càng khôn, lại thêm có một cổ kinh người sắc bén ẩn núp trong đó. Chắc, 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 chắc. Chắc, 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 chắc. Sơn cốc bên cạnh nước hồ tại không ngừng kết băng sơn cốc xung quanh rất nhiều địa phương đều ẩn hiện sương lạnh. Những cái kia xa xa nhìn lén hồ yêu đã phân phân bắt đầu không chịu nổi loại áp lực này, một chút khí tức cường đại hồ yêu cũng bắt đầu liên tiếp lui lại. ầm 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 ầm. Mặt đất tựa như tại khẽ chấn động, nhưng lại như ảo giác, dưới chân không có cảm giác tê dại, nhưng lại khiến những cái kia hồ yêu có chút đứng không vững, phản phất tinh thần xuất hiện cảm giác bên trên đứt đoạn. Thật đáng sợ, đây chính là thiên yêu, chân tiên, Minh vương đẳng cấp khí tức sao? Rất nhiều hồ tộc đều nghĩ như vậy, trước bàn người không có động thủ, vẻn vẹn khí tức đã ép tới đầy khắp núi đồi hồ yêu không thở nổi, thậm chí yếu một ít đều sinh ra đầu ván mắt hoa thậm chí ác tâm cảm giác, ngược lại là đứng tại bên cạnh bàn mấy cái kia hồ yêu, mặc dù cũng đè nén khó chịu, nhưng không đến nổi không chịu nổi. Ách ha 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 ha. Kế tiên sinh, Phật ấn công giả, tại hạ chợt nhớ tới, Đồ Tư Yên nàng căn bản không tại động thiên bên trong a, lại như thế nào tìm đến rằng co đâu? Ừm, đúng, thiếp thân cũng là hồ đồ rồi, đã lâu không gặp đến nàng. Hai cái cửu vĩ hồ lại cười trục mặt mở, phản phất nộ ý tan thành mây khói, kế duyên thu liễm khí tức, nhìn hướng đồ vật. Đồ vật đạo hữu, đồ Tư Yên không tại động thiên bên trong. Mặt khác hai cái cửu vĩ hồ lực chú ý lập tức đến đồ vật trên thân, mà người sau cho mình tiếp lên một ly trà nhìn hướng kế duyên cùng Phật Ấn Minh Vương, thản nhiên nói. Ta đối đồ tư yên không hứng thú, chưa từng chú ý nàng làm cái gì, tất nhiên đồ đồng cùng đồ mặt nói như vậy, cái kia nàng có thể thật không tại động thiên bên trong đi. Kế duyên trong lòng cười lạnh, Phật Ấn là lão tăng hai mắt cục xuống thấp niệm Phật Hào. Kế duyên đương nhiên biết rõ đồ tư yên tại Ngọc Hồ Động Thiên bên trong, Phật Ấn lão tăng cũng rõ ràng điểm này, thậm chí đồ đồng cùng đồ mạc cũng không thèm để ý loại này lý do thoái thác có hay không gạt được kế duyên cùng Phật Ấn Minh Vương, bọn chúng cần, vẻn vẹn cái này nói một chút từ bản thân mà thôi. Ngã Phật từ bi, hóa thế gian nổi khổ, nộ mục kim cương, trừ thế gian chi ác. Phật Ấn Lão Tăng yên lặng niệm kinh không nói thêm gì nữa, bao quát đồ giật ở bên trong ba tên cửu vĩ hồ lực chú ý là chủ yếu dừng lại trên người kế duyên. Kế duyên trầm mặt rất lâu mới lắc đầu cười khẽ một thoáng nói, như đồ tư yên không tại cái này ngọc hồ động thiên bên trong xem tới lần này kế mổ là cần vô công mà trở về cái kia đồ mạc cười nói kế tiên sinh cũng là đến xem đồ giật mà lại hai vị quan lâm ta ngọc hồ động thiên chúng ta tự nhiên thật tốt chiêu đãi một phen sao có thể xem như không công mà lui đâu không sai ta ngọc hồ động thiên xưa nay cùng phật môn giao hảo cùng tiên đạo cũng có khi qua lại phật ấn tôn giả cùng kế tiên sinh có thể đến ngọc hồ động thiên quả thật là rồng đến nhà tôm, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi một phen. Nói xong, đồ đồng nhất lên trên bàn ấm trà, đứng lên tự mình muốn cho kế duyên châm trà, nhưng kế duyên một cái tay lại đặt tại chén trà bên trên, khiến đồ đồng khẽ nhíu mày mắt hiện sương lạnh, lúc ngẩng đầu lên sau đó gặp kế duyên đối nàng mặt lộ vẻ mỉm cười, liền cũng lập tức lộ ra nụ cười. Tiên sinh không thích ta cho ngài châm trà sao? Kế duyên lắc đầu, nhìn thoáng qua đồ giật, Dư quan quét qua trạm sau lưng hắn cách đó không xa một nữ tính hồ yêu, hắn sớm đã nghe được trên người đối phương một chút mùi rượu. Cái này hoa trà mặc dù tốt uống, nhưng nước trà kế mổ đã uống đủ rồi, hôm nay đến Ngọc Hồ Động Thiên cùng đồ giật đạo hữu nhất định phải thật tốt nói trò chuyện một phen, nhưng so với nước trà, kế mổ càng ưa thích rượu, không biết Ngọc Hồ Động Thiên có thể có rượu ngon. Rượu Đồ đồng sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn Phật ấn lão tăng một cái, người sau mở ra hai mắt mặt lộ vẻ mỉm cười, không cần tại ý lão nạp, lão nạp thiền tọa là được, không uống rượu cũng không cần nước trà. đồ mạc xong trưởng vỗ nhẹ, đứng dậy cười nói, ha 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 ha, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, kế tiên sinh quả nhiên thoải mái, rượu tự nhiên có, tại hạ trân quý không ít rượu ngon tiên nhưỡng, đều tại trụ sở bên trong, kế tiên sinh xin đợi chốc lát, ta đi lấy liền trở về. đồ mạc đang khi nói chuyện đã từ trên chỗ ngồi đứng lên bất quá chuyển thân rời đi hai bước, liền quay đầu nhìn hướng kế duyên. Không biết tiên sinh tử lượng thế nào, ta cũng tốt tính toán nên lấy bao nhiêu rượu. Hoặc là kế tiên sinh có thể có giả rượu đồ vật, tại hạ thêm lấy một ít, giúp tiên sinh đổ đầy. Kế duyên hai mắt trợn to một ít nhìn xem đồ mạc, sau đó đem bàn tay vào trong tay áo đem bạch ngọc thiên đấu hồ lấy ra để lên bàn, sau đó lại đem sớm đã uống cạn sạch long tiên hương màu lục thiên đấu hồ cũng lấy ra ngoài, đây chính là chính đồ mạc nói, kế duyên cũng không có ép hắn kế mổ hảo tử chi nhân đương nhiên là càng nhiều càng tốt đồ mặt khi nhìn đến kế duyên lấy ra hai cái thiên đấu hồ thời điểm trên mặt không thay đổi màu sắc hướng về kế duyên chắp tay không nói thêm gì nữa trực tiếp nhảy lên một cái hóa thành một đạo yêu quang hướng phương xa bay đi ngồi tại kế duyên đối diện đồ đồng nở nụ cười xinh đẹp trêu ghẹo một câu ha ha kế tiên sinh lần này nhưng là muốn đem đồ mặt hàng tồn đều tiêu hao không ít chớ nhìn hắn một bộ không quan trọng bộ dáng, thực ra có thể tim đau đây, a a a a. Chớ nói giỡn, hắn cất rượu quả thực không ít, không cần cho hắn đau lòng. Đồ giật hợp thời cũng đã nói một câu, sau đó nhìn hướng kế duyên. Kế tiên sinh, trước đây cùng ngươi đối diện một kiếm, đối tiên sinh kiếm thuật 10 phần khâm phục, hôm nay tới đây liền nghiên cứu thảo luận một cái đi. Từng, vừa uống rượu một bên luận kiếm, cũng không tệ. Kế duyên cũng không chối từ, trực tiếp sẽ đồng ý đồng thời trực tiếp tăng thêm luận kiếm một từ hình như không ngần ngại chút nào một hồi vào tay khoa tay một bên phật ấn lão tăng nhìn quanh cái này một vùng thung lũng bốn phía bởi vì khí tức bình phục lại chung quanh hồ yêu lại một lần nữa xích lại gần một chút nhưng cũng không thể từ chỗ nào một cái hồ yêu trên thân cảm giác ra cùng đồ tư yên khí tức có liên quan gì hắn biết rõ kế duyên nhất định đang suy tính lấy đồ tư yên vị trí cái gọi là uống rượu cùng luận kiếm bất quá đều là ngụy trang cho nên Phật ấn lão tăng nói là nhắm mắt thiền tọa, thực ra cũng coi là đang âm thầm chuẩn bị, như kế duyên suy tính ra đồ tư yên vị trí vị trí, tình huống xấu nhất phía dưới, hắn có thể liền muốn liên thủ với kế duyên giết đi qua lấy tru yêu tà. Mặc dù người xuất gia lòng dạ từ bi, nhưng tại đồ tư yên trong chuyện này, Phật ấn lão tăng tương đương tán thành kế duyên quan điểm, kẻ này cần phải trừ sau đó nhanh. Một bên khác, đồ mạc phi độn sau một lúc xem đồ giật thụ các sở tại sơn cốc, kế duyên tiên quan cùng Phật ấn minh vương Phật quan mặc dù thu liễm, nhưng trong mắt hắn lờ mờ có thể thấy được, tăng thêm đồ đồng tại cái kia, đồ vật hôm nay cũng coi là hỗ trợ, liền cũng không lo lắng bọn chúng biết xem không nổi khách tới. Một trận gấp bay qua sau đó, đồ mặt đầu tiên là trở về lấy rượu, sau đó gấp độn phương xa, dựa vào một cái trận pháp di chuyển, một mảnh rừng rậm trung tâm đất trống bên trên, nơi này có một tòa một các thôn trang. Trong phòng này đầu đều là sàn nhà gỗ, cũng không có cái gì cái ghế, có hai cái mỹ lệ nữ tử ngồi tại một cái bàn thấp phía trước, trong đó một cái liền là Đồ Tư Yên, giờ phút này nàng Y Sam tỏ ra cực kỳ tùy ý, dựa vào ghế vào trước bàn, vuốt vuốt tóc mình, nhìn xem trên bàn một bộ bàn cờ. Mà Đồ Tư Yên đối diện nữ tử kế duyên thực ra cũng nhận biết, chính là trước đây cho Hồ Vân mang đến ác mộng nữ tử. Hừ, các ngươi ngược lại là thanh nhàn cực kỳ. Đồ Mạc hừ lạnh một tiếng, vừa bước một bước vào trong phòng tầm mắt quét qua trên bàn bàn cờ cũng quét qua hai cái nữ tử trên người đồ tư yên trần trụi bộ phận hơi dừng lại cái kia còn có thể thế nào chẳng lẽ phải ta đi gặp hắn sao đồ tư yên nói như vậy một câu sau đó chậm rãi ngồi thẳng lên khoác lên trên vai y sam liền trượt xuống không ít mà hắn đối diện nữ tử là nhìn hướng đồ mặt hỏi thế nào hắn chịu rời đi sao hai người đều không trực tiếp xưng hô kế duyên danh tự thậm chí không gọi một tiếng kế tiên sinh cũng không phải là bởi vì chán ghép kế duyên mà là thận trọng làm đầu không hô kỳ danh ta hoang xưng đồ tư yên cũng không tại động thiên bên trong hắn có thể làm gì không phải do hắn không tin về phần hắn lúc nào rời đi tạm thời không biết lúc ta tới tại không trung mơ hồ nghe được bên kia muốn cùng đồ giật uống rượu luận kiếm luận kiếm đồ tư yên nhãn tình sáng lên vậy các ngươi tốt nhất ghi lại ta cũng muốn kiến thức một thoáng một bên nữ tử cũng cười cười. Có lẽ là muốn mượn luận kiếm cớ làm ồn ào, mà lại giám sát chặt chẽ một ít là được. Yên tâm đi. Nói xong, đồ mạc chuyển thân rời đi. Cũng cũng không lâu lắm, đồ mạc động quang đã lại lần nữa rơi xuống đồ giật trong sân, hướng về phía bàn gỗ trước vài người ha 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 cười to nói. Ha 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 ha, kế tiên sinh, rượu ngon đã tới. Nói xong, đồ mạc hất lên tay áo, từng vò từng vò một bình bầu rượu ngon liền lần lượt xuất hiện tại bên cạnh bàn cách đó không xa cỏ trên mặt đất, rượu càng ngày càng nhiều, dần dần xếp chất thành núi. Kế duyên cái gọi là uống rượu luận kiếm, cũng không phải nói giỡn, lúc này đứng dậy, dựa vào khứu giác đi tới vò rượu bên cạnh, đồ mặt là đưa tay dẫn hướng rượu, ý bảo kế duyên tùy tiện lấy dùng. Dựa vào cảm giác, kế duyên trực tiếp lấy một vò tốt nhất tiên nhưỡng, vỗ giấy dán dẫn một đạo rượu nhấm nháp. Rượu ngon đồ vật đạo hữu năm đó bất quá qua loa một kiếm hôm nay cơ hội khó được kế mổ dùng chỉ thay kiếm cùng đạo hữu tương luận hiện tại kế duyên cùng trong ngày thường thu có rất lớn khác biệt mà đồ vật trong mắt tinh quang lóe lên cũng không lùi e sợ trực tiếp đứng dậy tốt nếu kế tiên sinh mời giật tự nhiên phụng bồi xem kiếm sưu đồ vật nhẹ nhàng dậm chân tay vẫn kiếm chỉ cả người hóa thành một đạo bạch hồng điểm hướng kế duyên người sau cũng lấy kiếm chỉ đón lấy, hai ngón đụng nhau, một đạo lăng liệt kiếm ý dâng lên, nổ ra kinh khủng kiếm khí bạo tạc một dạng hướng về sơn cốc bốn phía khuyết tán. Không ít ghé vào sơn cốc các nơi hồ yêu tại thời khắc này dường như cảm giác được trường kiếm xuyên qua thân thể, rất nhiều đều bị dọa đến té ngã trên đất, mà trong đó như đồ vận tu vi như vậy cao, là cho dù tê cả da đầu toàn thân nổi da gà bạo khởi, y nguyên không chớp mắt nhìn chầm chầm trước lầu gỗ đất trống. Hai cái cao nhân vận kiếm tương luận, tuy là kiếm chỉ, lại giống như hai thanh tuyệt thế thần binh giao phong, có lúc tựa như xem mưa to gió lớn, có khi lại giống như hai cái hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, lộng lẫy bên trong mang theo làm cho người ngạc thở phong mang. Thiện tai, giữa thiên địa kiếm thuật chi diệu, cái này đem chiếm nhất tuyệt. Phật ấn lão tăng không sử dụng kiếm, nhưng trước mắt hai vị luận kiếm luận bàn, đã là một loại đạo hiển hiện, dùng binh khí gì thậm chí có cần hay không binh khí đều không ảnh hưởng mà nhìn sinh lòng huyền diệu đồ đồng cùng đồ mạc cũng là như thế tầm mắt một khắc cũng không theo kế duyên cùng đồ vật trên thân rời đi giờ phút này kiếm thuật so liều mạng tranh đấu càng đáng giá quan sát thiếu đi sát khí cũng không mở ra khả năng hủy thiên diệt địa trái lại càng có thể thể hiện một cái luận chữ là tại lấy chỉ luận kiếm lấy kiếm luận đạo ha 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 đồ vật đạo hữu quả nhiên tốt kiếm thuật kế duyên một tay cùng đồ vật đối công một tay đem uống cạn vò rượu vứt bỏ thuận tay nhắc lại một vò đồ giật là cũng không uống rượu, trong mắt đấu chí sụp sôi, hiển nhiên cũng không muốn thua. Đây là một trận đối với quan sát người tới nói vô cùng có chỗ tốt luận kiếm, rất nhiều vây quanh ở trong sơn cốc hồ yêu cho dù hai mắt nhói nhói, cũng mạnh đề pháp lực mong muốn kiên trì xem tiếp đi. Nhưng kiếm khí phong mang mặc dù không có xuyên thấu tới, loại kia kiếm ý ảnh hưởng quá mạnh, một ít hồ yêu thậm chí đã hai mắt chảy máu, không thể không ở ngoài thối lui đến thích hợp khoảng cách điều trị khí tức còn lại không ít hồ yêu cũng một mực tại mạnh chống đỡ, cũng có hồ yêu trong lòng mạnh nhớ, hoặc là cầm giấy bút mong muốn ghi nhanh. Nhưng khắp nơi dạng này trái lại hoàn toàn ngược lại, không phải càng thêm thống khổ liền là trống rỗng. Đồ giật muốn thắng, kế duy ngược lại đối thắng thua cũng không chấp nhất, có lúc tay trái vận kiếm, tay phải nói vò rượu, có lúc là lật qua, kiếm không thiếu ra, rượu càng là không uống ít, bụng hắn tựa như một cái động không đáy, một vò rượu rượu bị ực ực, ực 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 dẫn vào trong miệng, khắp nơi chốc lát liền sẽ thấy đấy. Mà lại ba cái cửu vĩ hồ cùng Phật ấn lão tăng thấy được rõ ràng, kế duyên căn bản không có tác dụng pháp lực hóa giải tử lực, thậm chí không thả ra một chút mùi rượu, đến mức luận kiếm nửa ngày, mấy chục vò rượu dưới nước đi, kế duyên hai gò má đã hơi lên ửng đỏ. Kế tiên sinh, ngươi tại như thế uống hết suốt kiếm sẽ phải bất ổn, thế nào cùng ta luận kiếm? Đồ giật lạnh giọng nhắc nhở, hắn cảm thấy kế duyên là tại kinh thị hắn. Ha ha ha, đồ giật đạo hữu, luận kiếm là xuất kiếm tương luận, không phải dùng miệng, từng, ngoại trừ uống rượu. Kế duyên tiếng cười có chút chọc giận đồ giật, cũng không nhắc nhở kế duyên cẩn thận, xuất thủ tăng thêm một chút mau lẹ, trong tay kiếm ý cũng so trước đó cường thịnh ba phần. Đến hay lắm. Có lẽ là bởi vì uống rượu, kế duyên tỏ ra tùy tiện một chút, cười to ở giữa kiếm chỉ đón lấy, xuất kiếm tốc độ cùng kiếm ý dĩ nhiên là cùng đồ giật cùng một chỗ đề thăng đồng thời không sai chút nào hai bên kiếm pháp y nguyên khó phân thắng bại, hoàn toàn không thay đổi. Đồ giật trong lòng giật mình, tỉnh táo lại thu liễm lại ngoài định mức cảm xúc ứng đối, biết mình không thể đại ý, có thể theo thời gian chuyển dời, kế duyên kiếm pháp dần dần trở thành không có kết cấu đứng lên, nhưng kiếm ý lại trở thành càng ngày càng thịnh. Thân pháp theo vào, xuất kiếm đối chỉ, song kiếm giao thế, rút kiếm tương kích. Trong rã ba ngày đi qua, đồ giật đã lấy ra toàn bộ tâm thần ứng đối kế duyên kiếm thuật, không còn như bắt đầu như vậy còn có thể tính toán kế duyên chiêu tiếp theo thậm chí xuống xuống chiêu chỉ quan sát ở trước mắt biến hóa đã bởi vì kế duyên kiếm thuật biến hóa cơ hồ là từ tùy tâm biến thành vô tâm cũng bởi vì giờ khắc này kế duyên xuất kiếm mang đến cảm giác áp bách cũng càng ngày càng mạnh chẳng lẽ ta phải thua giờ khắc này đồ giật đối với mình lòng tin bắt đầu dao động cái này một động dao động cũng dẫn đến ứng đối kế duyên kiếm thuật trở thành càng thêm khó khăn đồ đồng cùng đồ mạc cùng với vật ấn lão tăng đều đã nhìn thấy một chút manh mối mà bên ngoài thung lũng còn có thể kiên trì đến bây giờ hồ ly lát đác không có mấy nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được cái kia tiên nhân kiếm thuật giống như thiên địa biến hóa mưa gió vô thường mà đồ giật lão tổ tông hoa ánh sáng tỏa ra lại tựa như đi theo tiên nhân kiếm thuật tại đi không thể nào lão tổ tông thật giống muốn thua rồi đồ vận mạnh chống đỡ lấy ngồi ở trên ngọn núi hai mắt khóe mắt chảy máu nhưng con mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ba ngày luận kiếm cũng là ba ngày uống ừng ực, kế duyên giờ phút này kiếm pháp kỹ kinh tứ tọa, nhưng trên mặt cũng đã che kín ửng đỏ, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn đánh cái ở rượu. Ách ha 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 ha, thống khoái, thống khoái. Kế duyên liên miên xuất kiếm, một nháy mắt điểm ra trên trăm kiếm chỉ, làm cho đồ vật không thể không liên tiếp lui về phía sau. Cũng là giờ khắc này, kế duyên hai mắt nhíu lại xoay người quay lại, chung quanh cỏ trên mặt đất lá rụng cành cây nhỏ đều mơ hồ theo hắn thân pháp mà động, lại hớp một cái tiên nhưỡng sau đó, thân hình bên cạnh dừng, tay phải kiếm chỉ hướng phía trước bên cạnh một kiếm, xung quanh lá rụng hiện ra xoắn ốc, theo kiếm ý hóa rồng mà lên. Nhào về phía đồ giật. Một kiếm này để cho vừa rồi tiết ra trước đó trăm kiếm kiếm ý đồ giật sinh ra cản không thể cản tránh cũng không thể tránh cảm giác, thậm chí dẫn động áp lực ba ngày pháp lực, mặc dù pháp lực không từ kiếm chỉ trung điểm ra, nhưng đã che kín toàn thân tại pháp lực sắp xuất hiện thời khắc đồ giật mới đột nhiên ý thức được chính mình phạm quy trong lòng hỗn loạn trong nháy mắt trước mắt kiếm ý du lông lại đột nhiên tán loạn từng mảnh từng mảnh rơi xuống từ không trung tới lui rơi xuống một lần nữa hướng về yên tĩnh đồ giật sững sờ nhìn xem hai trượng bên ngoài kế duyên người sau sách theo vào rượu thân thể lung la lung lay rượu ngon kiếm tốt tầm kế duyên dĩ nhiên là trực tiếp ngã xuống trên mặt đất kế tiên sinh đồ vật lập tức xuất hiện tại kế duyên trước mặt sau đó trong lòng thở dài một hơi kế duyên hô hấp đều đều sắc mặt điềm tĩnh lại là uống say ngủ thiếp đi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha